Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9, có các nội dung chính sau đây. Bồi dưỡng kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống cho cán bộ đương nhiệm và cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư. Tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Nhiều chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở các vùng khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cử, tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức khai giảng hai lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống dành cho 80 cán bộ đương nhiệm và cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt của các sở ban ngành huyện thị xã thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định đây là lần đầu tiên tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt của các sở ban ngành địa phương và các đảng bộ trực thuộc tỉnh với hai chuyên đề về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, với đặc thù là địa phương có đường biên giới trên bộ trên biển, hoạt động kinh tế xã hội sôi động. Ngoài các vấn đề an ninh truyền thống, Quảng Ninh đang phải đối diện với những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng rõ hơn như dịch bệnh, thiên tai, môi trường, an ninh năng lượng quốc gia với phát triển du lịch dịch vụ, giữa phát triển nhanh bền vững với gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Tất cả những vấn đề này luôn phải được các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng nhận thức đầy đủ và tập trung giải quyết trong thời gian tới. Ngoài ra, trong bảo vệ an ninh quốc gia phải luôn quán triệt sâu sắc, lấy bảo vệ an ninh chính trị là cốt lõi xuyên suốt, bảo vệ an ninh kinh tế là nền tảng. Phát triển để an ninh để phát triển, an ninh trong phát triển kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong từng chủ trương chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển cụ thể, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Trong 5 ngày, từ 29 tháng 9 đến 4 tháng 10, 80 học viên sẽ được tiếp cận 6 chuyên đề liên quan tới quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống, xử lý điểm nóng chính trị và điểm nóng xã hội, giải quyết các xung đột xã hội, mâu thuẫn tranh chấp đất đai và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, phát triển kinh tế và quản trị an ninh kinh tế, an ninh doanh nghiệp, quản trị tài nguyên môi trường và du lịch trên địa bàn. Các chuyên đề này đều do các giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Công an, các chuyên gia nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam về an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống giảng dạy như Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong chương trình học, các học viên cũng sẽ được đi thực tế để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm tại một số đơn vị trong tỉnh. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư. Dự họp có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song với sự vào cuộc chủ động quyết liệt, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, 9 tháng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 6,5%, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng đạt mức tăng 8,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 36.300 tỷ đồng, bằng 76% dự toán và tăng 5,8% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 26.600 tỷ đồng, tăng 3,4% cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ. Tiến độ giải ngân đầu tư công hiện đạt trên 9.700 tỷ đồng, bằng 76,1% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Với kết quả 9 tháng, Quảng Ninh là một trong hai địa phương trong cả nước có tốc độ tăng trưởng dương cao và hoàn thành thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Dự và phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh,
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 thành công tốt đẹp đã tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng toàn dân Quảng Ninh vững bước trong chặng đường tiếp theo. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% năm 2020, các sở ban ngành địa phương cần tăng cường công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp. Cùng với đó, xây dựng bài toán ngược, xác định mục tiêu cụ thể trong 3 tháng cuối năm để tham mưu với tỉnh các giải pháp triển khai thực hiện, nhất là đối với một số chỉ tiêu còn thấp như du lịch dịch vụ. Về một số nội dung triển khai trong thời gian tới, chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tích cực hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tối đa khu vực công nghiệp xây dựng, trọng tâm là công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo. Chủ động linh hoạt trong điều hành thu ngân sách, hạn chế tối đa mất cân đối thu chi ngân sách. Ra soát tình hình triển khai vốn đầu tư công, tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, thanh toán khối lượng các dự án công trình. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư và cắt giảm điều chỉnh nguồn vốn đối với các dự án giải ngân chậm tiến độ. Để triển khai hiệu quả các chính sách kích cầu du lịch, Sở Du lịch chủ động phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao xây dựng các chương trình sự kiện trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu thu hút 3 triệu khách du lịch trong 3 tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết kiến nghị cử tri, quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng trên địa bàn. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trong dịp cuối năm. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó xác định đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể là một trong 3 khâu đột phá. Cùng với đó là các đề án, chương trình trọng điểm liên quan tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững trong những năm tới. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu kết quả đạt được những năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh tiếp tục xác định đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, qua đó phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các dự án công trình trọng điểm động lực. Định hướng này cho thấy phát triển kết cấu hạ tầng vẫn luôn là giải pháp then chốt, không chỉ mang lại diện mạo mới cho tỉnh mà còn tạo nền tảng và động lực để Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể thì nó có một cái ý nghĩa là phát huy hiệu quả các cái dự án được đầu tư cũng như là tiếp tục là thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với các cái khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển. Thế và nó cũng tạo ra một cái không gian để mà phát triển các khu dân cư, đô thị, nông thôn với chất lượng cao. Đồng thời với đó thì nó cũng giảm sự chênh lệch về điều kiện phát triển kinh tế giữa các vùng miền. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng chỉ rõ, đối với hạ tầng giao thông, tỉnh xác định sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình dự án có tính liên kết cao, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển để tạo ra các trung tâm kết nối hạ tầng dịch vụ, giao thông quốc tế. Tập trung nguồn lực hoàn thành đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái vào năm 2021, đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả, đường tốc độ cao ven sông tuyến miền Tây, cầu Cửa Lục 1, 2, 3, cầu Triều và nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng địa phương phía Bắc. Tuyến đường tốc độ cao ven sông là tạo cái cơ hội mở cho phát triển hạ tầng tiếp theo và phát triển về hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời là cái động lực, là chỗ dựa vững chắc để Uông Bí cũng như các địa phương phía Tây Quảng Ninh lấy đó làm trục xoay quanh. Có được cái trục đường này thì sẽ tạo điều kiện giao lưu, giao thương giữa các vùng miền trong tỉnh và đặc biệt là kết nối các vùng miền của tỉnh Quảng Ninh cũng như các huyện phía Tây với các địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và Lào Cai, Yên Bái. Về hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển,
Mặc dù có nhiều tiềm năng lợi thế, nhưng hiệu quả đầu tư từ lĩnh vực cảng biển và dịch vụ cảng biển của tỉnh trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng. Do đó, một trong những giải pháp được Quảng Ninh đặt ra trong nhiệm kỳ này là phải tập trung phát triển hạ tầng logistics, đồng thời đầu tư kết hợp hài hòa giữa các cảng thủy nội địa và các cảng biển để đảm bảo kết nối, đặc biệt là các địa bàn Quảng Yên, Vân Đồn, Cẩm Phả, Móng Cái. Để triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả thì cần tập trung chú trọng một số cái nội dung sau. Thứ nhất là phát triển cảng biển phải phù hợp với quy hoạch phát triển của hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ đến 2030, tầm nhìn 2050. Thứ hai là phát triển đồng bộ giữa cảng biển với mạng lưới kết cấu hạ tầng cảng, giữa kết cấu hạ tầng cảng biển với kết cấu hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển. Đặc biệt chú trọng tới đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa cảng biển với mạng lưới giao thông quốc gia và hệ thống các cảng cạn, các trung tâm phân phối hàng hóa, đầu mối logistics của khu vực, kết hợp để tạo động lực phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển và đặc biệt là khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Đặc biệt tại đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh cũng xác định phải tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, xây dựng hạ tầng thông tin viễn thông hiện đại để tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Theo đó, chậm nhất đến năm 2025, hoàn thành xây dựng hạ tầng số và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, kho tài nguyên số, nền tảng dữ liệu mở, có khả năng chia sẻ và tích hợp đồng bộ liên thông hiện đại, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Cùng với hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 cũng đưa ra những nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp lớn để phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng y tế, giáo dục và các hạ tầng khác, đảm bảo phát triển và hoàn thiện đồng bộ hiện đại, liên thông tổng thể. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, tỉnh xác định kiên trì thực hiện phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, ưu tiên bố trí sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ như là vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, phát triển hình thức đối tác công tư. Đồng thời đã xây dựng các đề án lớn liên quan và được Đại hội Đảng bộ lần thứ 15 thông qua, như đề án phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án xây dựng phát triển khu kinh tế Vân Đồn, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, khu kinh tế ven biển Quảng Yên và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông, tổng thể, là một trong những yếu tố cơ bản tạo nền tảng, đồng thời là điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, sớm đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện ở phía Bắc. Hôm nay, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của cử tri. Cùng dự có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tỉnh ủy, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Cử tri thành phố Uông Bí đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời kiến nghị đề xuất về một số nội dung liên quan đến an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, việc cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử và chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, nước sạch. Đồng chí Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo địa phương các sở ngành liên quan đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu tổng hợp gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Cũng trong hôm nay, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri thị xã Quảng Yên, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh về môi trường và diện tích bãi triều mặt nước nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nhuyễn thể. Nhu cầu con giống nhuyễn thể của các cơ sở nuôi của tỉnh là rất lớn, vào khoảng 30 tỷ con giống một năm. Trong khi hiện nay, nguồn giống tại chỗ rất thiếu, mới chỉ đáp ứng được khoảng trên 20%, còn lại là do các hộ nhập từ các nguồn không đảm bảo chất lượng trên thị trường. Để giải quyết vấn đề này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chủ động liên kết với các địa phương trong nước, trong đó có tỉnh Ninh Bình, để nghiên cứu và đặt hàng nguồn giống nhuyễn thể khỏe mạnh cho sản lượng và chất lượng cao vào phục vụ nuôi trồng. Hiện nay là cái chất lượng con giống nó kém, nó thể hiện ở cái chỗ thứ nhất là cái kích cỡ nuôi nó nhỏ, thứ hai nữa là tỷ lệ sống rất là thấp, và thứ ba nữa là cái thời gian nó ngắn hơn so với con giống đảm bảo. Thế thì trước cái tình trạng mà nhu cầu con giống ngày càng gia tăng, thì chúng tôi đã phối hợp với Ninh Bình là tổ chức một cái hội nghị để ký kết cái việc là tăng cường công tác quản lý cung ứng giống nhuyễn thể nói chung và con hầu nói riêng, nhằm siết chặt quản lý và tăng cường cái kiểm tra giám sát từ khâu sản xuất đến lưu thông và đưa vào cho bà con nuôi. Trên cơ sở nhu cầu số lượng con giống nhuyễn thể của các cơ sở nuôi của tỉnh Quảng Ninh và khảo sát thực tế vùng sản xuất giống tại tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hai tỉnh thống nhất thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ cung cấp con giống nhuyễn thể cho các cơ sở nuôi của Quảng Ninh. Hai bên phối hợp tăng cường quản lý từ khâu sản xuất đến cung ứng giống, đảm bảo chất lượng, số lượng, phục vụ việc mở rộng vùng nuôi nhuyễn thể của tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở cái nhu cầu, ước chừng cái nhu cầu cung cấp nhu cầu giống của tỉnh Quảng Ninh để chúng tôi về tổ chức sản xuất, đảm bảo thứ nhất là chất lượng con giống thì phải được kiểm soát. Cái thứ hai là sản xuất phải có quy hoạch. Cái thứ ba là những cơ sở sản xuất phải có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sản xuất giống. Và trước khi sản xuất giống thì chúng tôi có kiểm dịch con giống trước khi xuất về tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh hiện có 4.457 hecta nuôi nhuyễn thể theo hình thức bãi triều và nuôi mặt nước, tập trung chủ yếu ở các địa phương Vân Đồn, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái, sản lượng bình quân trên 32.000 tấn một năm. Cùng với xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi, việc hợp tác với tỉnh Ninh Bình trong cung ứng, kiểm soát nguồn giống sẽ giải quyết vấn đề về con giống, tiến tới mở rộng và phát triển bền vững diện tích nuôi nhuyễn thể của tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các chính sách ban hành đi vào cuộc sống đã mang lại hiệu quả tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng khó. Phản ánh tại huyện miền núi Hải Hà. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Sơn nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn, một trong hai xã thuộc diện 135 của huyện Hải Hà. Năm học này, ngoài 136 học sinh thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quyết định 116 của Chính phủ, nhà trường có 46 em được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh. Nhà em đi đến trường cách khoảng 1 cây số, đi qua một con suối, những hôm trời mưa to, nước lũ dâng cao, em không qua được. Năm nay em được ở bán trú ở trường, em rất là vui vẻ, được học các kiến thức, được tham gia hoạt động buổi tối và được ăn uống đầy đủ. Em rất thích đến trường, những hôm trời mưa nắng em cũng không sợ phải nghỉ học. Nhờ chính sách của Chính phủ cũng như là của tỉnh nên là các em là yên tâm đến trường hơn. Đặc biệt là những mùa mưa nên là các em ít nghỉ học hơn nên là rất là thuận lợi cho việc là giáo dục học sinh. Cùng với thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 18 nghị quyết về giáo dục và đào tạo. Trong đó, nghị quyết số 204 ngày 30 tháng 7 năm 2019 quy định hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú ngày đang học tại các trường, điểm trường thực hiện sắp xếp dồn ghép theo đề án 25. Hỗ trợ ăn ở bán trú tuần cho học sinh có nhà đến nơi học, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, v.v. Nghị quyết này đã mở rộng đối tượng thụ hưởng so với quy định của Trung ương. Tính riêng trên địa bàn huyện Hải Hà,
năm học 2019-2020 có 1.045 học sinh được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 204 của tỉnh với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Các chính sách đặc thù đã góp phần quan trọng để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, trong đó có việc thực hiện đề án 25 về tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Các chính sách của tỉnh đối với giáo dục vùng khó thì mang lại cái hiệu quả rất là cao đối với xã của chúng tôi. Thứ nhất là tạo được cái sự ủng hộ của nhân dân trong cái việc thực hiện chủ trương sát nhập trường lớp. Thứ hai là phụ huynh học sinh rất là ủng hộ trong cái việc đưa đón các con tới trường. Và từ năm học 2015-2016 đến nay thì trường chúng tôi đã thực hiện sát nhập được 4 điểm trường với hơn 100 học sinh về điểm trường trung tâm học tập. Nhờ có chính sách này thì công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp nó cũng rất là thuận, rất là tốt. Và học sinh thì vận động ra lớp tốt và duy trì số học ngày cũng tốt, cho nên dẫn đến kết quả cũng rất là tốt. Ví dụ như là phổ cập thì tiểu học là các xã khó khăn ấy, thì đã ở mức độ 3. Trung học cơ sở phổ cập thì chỉ còn duy nhất có một xã là đạt mức độ 2, các xã còn lại khó khăn cũng đã đạt mức độ 3. Thì cái chất lượng chuyển lớp chuyển cấp thì cũng rất tốt. Trừ những cái kết quả như thế thì gắn với cái việc mà xây dựng nông thôn mới thì giáo dục cũng hoàn thành các cái chỉ tiêu của chính phủ mới để theo đúng cái lộ trình của huyện đã đề ra. Việc thực hiện cùng lúc các chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh góp phần phát triển mạnh giáo dục dân tộc, nâng cao trình độ dân trí. Đây cũng là nhân tố cơ bản trong đào tạo nhân lực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân người lao động luôn được công ty cổ phần Viglacera Hạ Long xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Viglacera Hạ Long vẫn triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, cũng như phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, công ty cổ phần Viglacera Hạ Long vẫn luôn quan tâm tạo điều kiện cho người lao động có đủ việc làm với mức thu nhập ổn định. So với những các năm khác thì năm nay là COVID thì việc làm nó cũng ít đi ạ, nhưng mà đồng lương thì nó cũng giảm không đáng kể và giảm cái ngày công thôi, còn tiền lương thì trung bình là vẫn 8-9 triệu đến 10 triệu một người ạ. Bên cạnh việc đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cũng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần giảm tải cường độ làm việc, giải phóng sức lao động và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công ty là thường xuyên là chăm lo đến cái điều kiện làm việc của người công nhân. Mùa hè nóng bức thì có nhiều những cái giải pháp làm mát đối với công nhân. Về công tác phòng dịch thì của công ty là rất là sát sao, đảm bảo cái mức tốt nhất, an toàn nhất đối với người lao động. Để nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, công ty cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động. Tại hội nghị năm nay, nhiều kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, chế độ độc hại cũng như là cải thiện hơn nữa môi trường làm việc đã được lãnh đạo công ty giải quyết thấu đáo, qua đó tạo dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp người lao động yên tâm cống hiến, chung sức cùng công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Trong đó doanh thu đạt 970 tỷ đồng, lợi nhuận 75 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động ước đạt 10,5 triệu đồng một người một tháng. Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức chương trình Trung thu cho em tại điểm trường mầm non Phù Liễn, xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long. Tại đây, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đông Bắc đã trao học bổng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng 100 suất quà, đồ chơi, bánh trung thu cho các em thiếu nhi học tập tại trường. Đây là một trong các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh trong chương trình tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Móng Cái vừa phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức chương trình Vầng Trăng Yêu Thương, trao hơn 800 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái. Hiện nay, tình trạng xe chở vật liệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, chạy công khai, gây mất an toàn giao thông đang diễn ra trên đường 337, thành phố Hạ Long. Đường 337, đoạn qua phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.
nào nó cũng chạy, thấy sáng rồi trưa rồi tối đêm nó cũng chạy. Nói chung là nó ảnh hưởng rất nhiều. Cái thứ nhất là bụi bẩn và rất là nguy hiểm và hay tai nạn cho nhân dân người ta đi. Bất chấp lòng đường nhỏ hẹp, mật độ phương tiện đông đúc, nhiều xe chở vật liệu quá khổ quá tải chạy rất ẩu. Hệ quả không chỉ là bùn đất rơi ra đường mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cái lượng xe nó chạy quá nhiều, cộng với xe học sinh học sinh mới đi bị tai nạn liên tục ấy ở đây. Thế nên cộng với học sinh mới đi là rất chi là nguy hiểm. Thế nên là làm sao mà cái lượng đường cao xanh, cái đường này đường 337 mà làm sao làm cho nó giảm tải cái lượng xe tải với xe bê tông mới đi một tí để nó an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ trên trục đường 337 đoạn qua phường Cao Xanh mà xe quá khổ quá tải còn công khai chạy trên các đoạn qua phường Hà Khánh, xã Thống Nhất gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn giao thông, khiến người dân rất bức xúc. Chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.